Không những đi mà bây giờ họ dắt những cái đồ nặng như vậy họ phải chạy. Đây là cửa khẩu Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc ha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Và chỉ cách đây một con sông thôi thì phía bên kia đó chính là thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh. Hai bên giao thương với nhau qua cửa khẩu Móng Cái, cô bác quý anh chị. Và để hiểu rõ thêm về cuộc sống của người dân ngay tại vùng biên của Trung Quốc, để mang hàng xách tài xế Việt Nam bán như thế nào, thì phía sau lưng của Bùi Hồ đây là phản ánh rõ nhất vào một buổi sáng khi cửa khẩu Móng Cái, khi cửa khẩu phía bên Trung Quốc chuẩn bị mở cửa để cho xuất cảnh, để làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, thì cô bác anh chị thấy một đoàn người đang lĩnh khỉnh đồ đợi để mà đem qua Việt Nam để buôn bán như thế nào. Đây cô bác anh chị thấy không, đây là khung cảnh xung quanh vào buổi sáng ngay tại gần khu vực cửa khẩu ở bên khu vực thành phố Đông Hưng của tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, cô bác anh chị. Và đây là tất cả các hàng hóa từ rau củ và các tất cả các cô chú đang ngồi trước cửa cái khu vực làm thủ tục xuất cảnh của khu vực của tỉnh Trung Quốc á, để mà chờ đến, chỉ cần đến cái giây phút mà mở cửa thôi thì cô chú sẽ, các người dân tiểu thương sẽ sang để mà đem hàng hóa sang. Đây thì có rất là nhiều cô bác quý chị hỏi là họ phải, vì sao họ phải thức dậy sớm như vậy và muộn tí không được sao. Và thật ra thì họ đã thức từ lúc sớm hơn rồi, 5 giờ rồi, và họ đứng xếp hàng đang chờ. Thời điểm này thì cô bác quý chị biết là cũng khá là muộn ha. Thời điểm này nè, mới 6 giờ 15 thôi, 7 giờ thì mới mở cửa theo giờ địa phương nè các bác anh chị. Ở trên một cái vai á đều có một cái thùng trái cây hay là một thùng rau củ gì đó, từ ở trong phía bên đây nè dắt ra đến cái khu vực cửa khẩu nè cô bác anh chị, thấy không? Đấy, người ta sẽ gọi lên khỉnh đồ. Bây giờ Bùi Hồ đi lại đây tí xíu nha. Cô bác anh chị thấy không, ở Trung Quốc họ giám sát rất là chặt luôn. Nên anh nữ là ở dưới cái gầm cầu như thế này nè, giám sát được con người á, vẫn có một cái camera, cô bác anh chị thấy không? Có một cái camera nè ở bên này, có camera nữa nè. Và đây là những cái chiếc xe điện ngay tại Trung Quốc. Đấy, những cái chiếc xe điện này giá ở đây á thì khoảng 12 triệu tiền Việt Nam thôi. Nhưng mà khi mà tham gia giao thông á thì Bùi Hồ thì cảm thấy rất là không có tiếng ồn á, nó rất là nhẹ nhàng luôn. Và thậm chí là khi mà thuê để di chuyển vòng vòng khu vực ở đây á thì chỉ có 50.000 đồng cho một ngày thôi, có nghĩa là khoảng 35 tệ thôi cô bác anh chị. Nó giá rất là phải chăng và rất là mềm luôn. Và người dân Trung Quốc họ rất là thích chạy xe điện như thế này. Và những cái chiếc xe như thế này ở trên đây có những cái dù để che mưa che nắng nữa nè. Và bây giờ thì mọi người đang tất bật chuẩn bị cái công việc là đem hàng hóa từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam. Có bao giờ em thấy được cái cảnh như thế này chưa? Cô chú mà phải xếp hàng ngồi đợi vậy chưa? Người đông thì thấy rồi anh, nhưng mà ở trước khu vực cửa khẩu thì chưa thấy.
chú tranh thủ ha. Tại vì nếu mà mình ngồi trên thì sẽ qua sớm hơn. Đúng rồi. Cho nên tranh thủ để mà ship hàng. Dạ. Đây, đây là các mặt hàng được nhập vào Việt Nam nè cô bác quý anh chị. Không ngoài cái việc rau củ ra thì còn có những cái mặt hàng sinh hoạt như là quần áo. Đấy. Bầu nè. Đấy, rau nè, cải nè, đấy. Ở đây có cả khổ qua nè ha. Cải. Ừ. Không chỉ là có người Trung Quốc nhập hàng về Việt Nam mà có một vài người Việt Nam họ đem hàng hóa của Trung Quốc để vào Việt Nam bán, chẳng hạn như là rau củ này nè cô bác anh chị. Đấy, rau củ này nè họ sẽ đem lấy từ Trung Quốc sang Việt Nam để mà bán. Mà mình cũng thấy rau củ này cũng khá là ngon nha. Còn đây là các mặt hàng trái cây nè. Ở đây thì mình thấy có cái cam á. Cam á cô bác anh chị. Đấy. Những cái trái cam. Một cái khung cảnh ngồi chờ đợi cũng khá là lâu ha. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Thì khoảng 7 giờ giờ địa phương mới mở cửa thôi cô bác anh chị. Hiện nay còn khoảng 30 phút nữa thì cửa khẩu Đông Hưng nó mới mở cửa để cho xuất cảnh khỏi Trung Quốc để sang Việt Nam. Đối với người dân ở hai bên cửa khẩu á, thì họ có một cái giấy để mà tiện việc giao thương cũng như là việc đi lại, đó là giấy thông hành. Ở giấy thông hành đó thì họ sẽ cấp cho thời gian là trong vòng 1 năm để mà tiện việc đi lại giữa hai nước thôi cô bác anh chị, của hai công dân của hai quốc gia. Cái ba lô cô này thì không chứa đồ đạc mà chứa đầy cái trái bóc. Đấy. Để cho nó gọn. Và thậm chí là cô nhét làm sao mà cho có thể là có thể nhiều trái bóc nhất có thể vào trong cái ba lô của mình.
Đấy, tại vì cô đối với các cô chú ở đây là sáng đi chiều về mà. Đấy, một alo đầy trái bóc. Còn bên đây chế tạo ra một để cho nó bớt nặng á, thì cô chế tạo một cái dây đeo. Dây đeo vô một cái quai. Nó sẽ di chuyển nhanh hơn. Khi đến cửa khẩu thì ai cũng chuẩn bị lại hành lý, cũng như là chuẩn bị lại những cái nông sản mà mình đem theo, cũng như là những cái đồ dùng mà mình đem theo, làm sao để mà khi mà cửa khẩu mà mở cửa thì chạy nhanh nhất có thể. Đây, những cái trái móc. Bỏ vô cái ba lô tiếp tục. Cô này đang cân lại. Coi nó có nặng lắm không? Họ sẽ làm một cái túi đeo tự chế như thế này nè, để mà quải sang. Tất cả có những cái miếng lót chân luôn kìa. Bây giờ thì cửa khẩu cũng gần sắp mở cửa rồi. Mọi người tranh thủ một ít để mà làm sao mà cho cái hành lý xách tay á nó gọn nhất có thể và có thể khiêng vác một cách dễ dàng để mà sang cửa khẩu nhanh nhất có thể. Và ở đây có cả những cái giấy vệ sinh đó. Nghe nói rằng giấy vệ sinh ở Trung Quốc khá là tiện lợi và nghe nói là nó cũng rất là tốt cả nhà. Nên cô này có đem cả giấy vệ sinh qua bên phía bên Việt Nam để họ bán lại nè. Đấy, đây là những cái giấy vệ sinh. Mình không biết là mấy cô này là mua từ Trung Quốc về hay là đem từ Trung Quốc về Việt Nam bán lại ha. Giấy vệ sinh luôn rồi cả nhà. Còn đây là có những cái giấy bìa cạc tông á. Đấy.
Đây là khung cảnh nhìn từ trên cao với hàng trăm người đang xếp hàng chờ đợi để mà chờ xuất cảnh. Trong đó có những người là khách du lịch, những người là dân địa phương và những người là tiểu thương đem hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam buôn bán. Đấy, đây là khu vực những người họ đem cả cái giấy vệ sinh từ Trung Quốc sang nè. Còn ở trên đây họ đã chờ đợi tôi khá là lâu rồi. Một cái khung cảnh khá là chật chội đúng không cô bác anh chị? Và tí xíu ở đây thì khi mà cửa khẩu mở cửa thì mọi người sẽ thấy một cái khung cảnh nó càng chật chội hơn. Khi mà mọi người phải chen lắng đó để mà chờ xuất cảnh khỏi cửa khẩu Đông Hưng để mà nhập cảnh vào cửa khẩu Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Có một cái nhận thấy chung đó là tất cả mọi người cái nông sản hay là bất cứ một cái thứ gì khi mà đem qua cửa khẩu á, thì họ sẽ làm một cái dây đeo để mà làm sao cho nó tiện lợi nhất để mà giác lên vai nè, hoặc là đeo là vào vai đó, khá là lỉnh thỉnh ha. Càng ngày thì số lượng người càng đông hơn chứ không hề giảm một tí xíu nào. Khi mà đến thời điểm này bây giờ ở khu vực ở Trung Quốc là 6:47, còn đúng 13 phút nữa thì cửa khẩu mới mở cửa. Tuy nhiên hàng trăm người đã bắt đầu chen lấn rồi. Chỉ còn vài phút nữa thôi thì cửa khẩu cũng mở cửa. Rất là nhiều các bạn làm truyền thông ngay tại Trung Quốc, họ cũng cầm cái máy lên, họ sẽ cũng sẽ live stream các kiểu. Tuy nhiên đây là một cái khung cảnh mà những người chờ đợi thì họ không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Còn các bạn làm truyền thông thì các bạn ngay tại Trung Quốc thì các bạn muốn cố nén lại những cái giây phút này lâu hơn để chia sẻ những hình ảnh này cô bác quý chị biết được luôn. Và trong đó có cả Bùi Hồ, và Bùi Hồ cũng muốn chia sẻ cho cô bác quý chị thấy về một cái khung cảnh chen chúc ngay tại đây. Đây, đứng xa xa hơn tí xíu nữa nè. Đông ghê chưa? Một cái khung cảnh rất là chen chúc chật chội đúng không? Và những cái hành, những cái nông sản, những cái đồ muốn đem sang Việt Nam thì cũng đã chuẩn bị gần xong rồi. Vì sắp tới nữa đây khoảng vài phút nữa thì cửa khẩu Đông Hưng cũng bắt đầu mở cửa để cho làm thủ tục xuất cảnh. Và cô bác anh chị thấy đây là những cái người ta sẽ làm những cái quay đeo tự chế như thế này. Và mình ước tính được coi một cái ok chưa. Dạ. Cái này á, cái này là khoảng 10-20 kg á. Nặng lắm chứ cô bác anh chị, cực kỳ nặng luôn á. Chịu không nổi đâu, không nổi đâu. Một á là người ta sẽ đeo lên cái quai này. Ê, chứ người ta dạ. Nặng lắm. Ok. Nặng lắm. Như vậy thì cô bác anh chị thấy là cái đồ này nó nặng đến cỡ nào, cực kỳ nặng luôn á. Phải có một cái sức khỏe dẻo dai thì mình có thể đem qua bên đó được, còn không có sức khỏe dẻo dai thì những cái này coi như là mình thua luôn đó. Khó khăn, vất vả, chờ đợi và nặng nhọc là một điều gì đó các tiểu thương phải sáng mỗi ngày làm cái công việc này.
Mọi người đang bắt đầu chen lấn và đứng mắt những cái kiện hàng kìa lên kìa. Cô bác anh chị thấy không? Một cái khung cảnh khá là chật chội. Mọi người đã đứng dậy hết rồi. Còn khu vực đây là đây, họ để đồ lên những cái lan can của cây cầu như thế này. Lại đằng kia gần tí xíu thôi cô bác anh chị. Bây giờ thì mọi người cũng đã bắt đầu đứng dậy hết rồi. Và một cái khung cảnh chật chội bắt đầu đang dần dần hiện ra. Khi mà đứng dậy thì các kiện hàng được đóng sẵn á, thì họ sẽ đèo lên vai hoặc là đội lên đầu. Đấy, có chị có thấy không? Đây, một cái khung cảnh mà mọi người đang vác những cái kiện hàng lên chờ cái cửa khẩu mở cửa thôi thì sẽ ồ ạt sang Việt Nam. Và các kiện hàng này được đóng gói rất là cẩn thận luôn nha. Phải vô những cái bao bì hoặc là phải nạch những cái dây lại để cho nó chắc. Ở một cái khung cảnh mà mình nhìn thấy là đây là lần đầu tiên mà mình nhìn thấy được tới để chia sẻ với cô bác anh chị. Thông tin một lần nữa cho cô bác anh chị biết là đây là thuộc khu vực cửa khẩu Đông Hưng, thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Và là thủ tục mà để mà xuất cảnh á là 7 giờ. Và bây giờ thì khoảng 6 giờ 50 mọi người đã chuẩn bị hành lý những cái kiện hàng lên hết rồi. Ê, bây giờ mọi người ồ ạt lên nè. Ê. Họ không những đi mà bây giờ họ dắt những cái đồ nặng như vậy họ phải chạy. Đây là cửa khẩu Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc ha. Chen chúc với nhau. Đa số là các tiểu thương. Bây giờ mà mình quay đầu lại là toàn youtuber, tiktoker khoảng đầu chục người. Thời gian chờ đợi thì khá là lâu, tuy nhiên là để một hàng trăm người á mà để mà di chuyển để mà làm thủ tục xuất cảnh á thì chỉ trong tích tắc thôi, chờ đợi thì khoảng 2 tiếng, nhưng mà di chuyển thì bao nhiêu lượng người di chuyển trong tích tắc thôi. Cái khung cảnh anh thấy như thế nào? Chật chội. Đây, còn đây là những dòng người tiếp tục đi phía đằng sau. Thank you.
có cả những giấy tờ tông luôn. Những người thì vội thì họ đi trước, còn đây là những người họ không có cần vội nên họ sẽ đem những cái nông sản này đến một hơn tí xíu. Có cả rau muống nè, có bán anh chị thấy không, có cả rau muống để nhập vào Việt Nam luôn. Như vậy là với các cô chú tiểu thương á, muốn xuất cảnh sớm thì phải chờ đợi khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên á, là khi mà cửa khẩu mở cửa thì trong tích tắc thì hàng trăm người cũng đã làm vào bên trong để làm thủ tục xuất cảnh để đem hàng hóa sang Việt Nam buôn bán. Một cái khung cảnh khá là chật chội đúng không cô bác anh chị? Khá là chen lấn. Và tuy nhiên đó là cuộc sống của người dân hai địa, người dân của hai quốc gia ở khu vực biên giới mà. Nên là nữ Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác anh chị biết được luôn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau.